Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xung quanh vụ cháy kho hàng ở quận Long Biên, Hà Nội vào sáng hôm qua 30 tháng 6. Vâng, theo thông tin mà phóng viên Chào buổi tối nắm được, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bước đầu xác định hóa chất bị cháy tại kho chứa hóa chất là cồn methanol. Điều đáng nói, theo một số những chuyên gia thì hóa chất này có thể gây tổn thương não và thị giác. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, bước đầu Sở đã nhận được thông tin hóa chất bị cháy vào sáng ngày 30 tháng 6 tại kho chứa hóa chất ở Long Biên là cồn methanol. Tuy nhiên, thì đơn vị này đang tiến hành quan trắc chất lượng không khí và lấy mẫu phân tích để có những thông báo cụ thể. Theo tìm hiểu của phóng viên Chào buổi tối, methanol là chất rất độc, với lượng nhỏ có thể gây mù, nhiều hơn có thể tử vong dễ dàng. Khi uống vào, methanol gây tổn thương não, dây thần kinh thị giác, hoại tử não, tổn thương nội tạng. Bình thường ở ngưỡng 20mg đã đe dọa tổn thương thần kinh. Các chuyên gia cũng nhận định trường hợp cháy, methanol chuyển hóa thành CO2 và nước nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, trước khi cháy do nhiệt độ cao, methanol có thể bốc hơi và gây ngộ độc cho những người hít phải. Tuy nhiên, nếu cồn methanol cháy thì sẽ xuất hiện cột khói trắng, trong khi cột khói được ghi nhận là màu đen. Vì vậy, ngoài cồn methanol có thể sẽ còn những chất cháy khác. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vụ cháy này, vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lực lượng chức năng công khai nồng độ hóa chất sau vụ cháy. Đồng thời cũng yêu cầu chính quyền địa phương cần phải công khai đến với người dân. Nếu vụ cháy ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì phải có những giải pháp và thậm chí là phải di dân sang vùng khác.